Thưa quý vị, dịch bệnh hoành hành, giá khẩu trang và các vật tư y tế tăng chóng mặt là thời cơ để nhiều kẻ gian lợi dụng kinh doanh bất chính. Quá trình kiểm tra một số điểm kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Cục Quản lý Thị trường Kiên Giang phát hiện nhiều trường hợp tăng giá khẩu trang bất hợp lý. Theo đó, từ ngày 1 tháng 2 đến trưa ngày 5 tháng 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Kiên Giang kiểm tra hơn 430 cơ sở kinh doanh khẩu trang y tế. Qua đó phát hiện 3 cơ sở vi phạm các lỗi không niêm yết giá khẩu trang, không hóa đơn chứng từ và tăng giá bất hợp lý. Từ 50 bán lên 60, 70 là tự định giá, là xử. Không thấy đâu được, 50 là phải giữ 50. Thậm chí phải hạ giá nữa chứ trong điều kiện này chứ không được tăng giá. Quản lý thị trường Kiên Giang yêu cầu các cơ sở kinh doanh khẩu trang trên địa bàn tỉnh cam kết niêm yết và bán giá đúng quy định, không găm hàng và phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Thậm chí rút giấy phép các cửa hàng mà bán là tăng giá thôi. Đóng cửa luôn, niêm phong đóng cửa. Nếu mà có kiểm kho mà nếu có hàng quá mà không chịu bán là niêm phong lấy hàng ra phát cho dân rồi đóng cửa. Những hành vi thiếu đạo đức trong kinh doanh nhằm trục lợi từ tình hình dịch bệnh là điều không thể chấp nhận được, nên tỉnh Kiên Giang đang quyết liệt xử lý những trường hợp vi phạm này.